Đông Hà, Đức Linh, một miền núi thanh bình, vùng đất mỡ màu với những vườn cây xanh mát. Ruộng đồng tươi tốt cùng những đầm sen bát ngát tỏa hương. Dòng La Ngà uốn lượn chở che, mang nặng phù sa cho cây trái thêm trù phú. Sức mạnh đến từ sự liên kết. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Với khát vọng vì sự thịnh vượng chung, Sen Núi ra đời với sứ mệnh tập hợp những người nông dân cần cù lam lũ trở thành một ngôi nhà chung. Sen Núi có một tập thể lãnh đạo điều hành đầy tâm huyết, mạnh mẽ như những bông sen trên vùng núi cao. Sức mạnh đó còn được nhân lên dưới sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Nghị quyết số 20NQ/TVK ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, khẳng định phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. Đó là con đường chúng ta đi. Cùng với Sen Núi, chúng ta sẽ xây nên những cánh đồng trù phú, những vùng nguyên liệu bạt ngàn, những nhà máy chế biến hiện đại, đưa nông sản ra biển lớn, viết tiếp câu chuyện thành công. Sen Núi, chung tay vì nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Sen Núi, sự thuần khiết từ đất mẹ.